Cửa hàng Minh Nguyễn Auto xin kính chào khách trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 10 thì cũng là đầu tháng của lịch dương, thì hôm nay em cũng lên một cấu hình cho một bác khách. Thì nói chung là tiện thì cũng xin giới thiệu luôn với lại các bác để các bác được tham khảo những cái bộ dàn loa bên em. Thì hôm nay thì bác lên một cấu hình cho bác có yêu cầu là một quả súp hơi 40. Thì dòng này súp hơi của Phaeto nha các bác nhá. Bát Phaeto. Súp Phaeto neo đấy. Mã đời rất là cao đấy. Súp hơi 40 này với một con đẩy 3 kênh thì nó 600 600 với lại 1200W đấy. Hai kênh này là 600, kênh này là kênh đánh súp 1200W, và con này có chế độ đánh đánh súp riêng nữa các bác nhá. Và một con quản lý nguồn đấy, một con quản lý nguồn bãi vang X5 và mic Beyer. Đấy. Và kèm theo nữa thì là một cặp loa của PVK nha các bác nhá. Cặp loa PVK dòng cực kỳ là chất lượng. Dòng này thì các bác chơi thì nó là dòng bát thường và chép neo. Đấy, con này mới lại phân khúc con JBL thì nó tương đương như nhau. Nói chung là nó chất âm đến 19 10 nha các bác nhá. Đấy, dựng lên cho bác một bộ như thế này. Đấy. Đây thì sau đây em sẽ test thử về cái tiếng mic để cho các bác được kiểm tra về một cái bộ dàn của nó. Nó gồm những cái thiết bị như này xem nó có hay không. Đấy. Mic thì để lúc đâu không dùng nó sẽ tự ngắt các bác nhá. Alo, alo, 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 lên. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 alo 1 lên 1 2. Đấy, sau đây em sẽ test thử cho các bác một đoạn nhạc các bác nghe, nhạc không đời. Thế tí tách. Con này đánh rất là xa luôn. Đôi loa này thì nó là thuộc dòng đôi loa ở phân khúc tầm gọi là cũng trung bình, nhưng mà con này so với dòng JBL thì nó chỉ chênh nhau 1 9 1 10 thôi. Như là dòng JBL mã 4012 này nhé các bác nhé. Đấy, 4012 thì nói chung là mấy con đấy thì nó chỉ chênh nhau 1 9 10, nhưng mà về tầm tiền nó chênh nhau rất là nhiều của con JBL 4012. Con 4012 này cấu hình nó như là con PVK. Đấy, con này thì mã là cũng y như con 4012 và bát là thường chép neo, nên là cái tiếng chép neo của nó rất là sáng. Rất là sáng, rất là tí tách, các bác có thể mở bé các bác cũng nghe được cái tiếng chép của nó. Đấy, tiếng chép của nó. Đấy thì một bộ cấu hình như này thì em lên cho một bác khách thì nó tất cả tổng combo như thế này là nó rơi vào là
30,5 triệu nha các bác nhá, 30,5 triệu đấy, 30,5 triệu thì các bác nào mà ở gần Hải Phòng thì đấy thì qua trực tiếp được kiểm tra được thử thì nó thực tế nó mới chuẩn hơn đấy. Thì đây là em chỉ quay em test qua điện thoại thôi nên là cái tiếng chất âm nó ra nó chưa được thật cho lắm đấy, em chỉ test qua điện thoại thôi nha các bác nhé. Còn bác nào mà có nhu cầu cần lắp một bộ dàn đấy nó tầm tiền như thế mà toàn là hàng đẳng cấp, hàng chất lượng như thế thì các bác liên hệ qua số điện thoại của em 0985778338 và 0937348356. Em ở số 247C đường Ngô Quyền, phường An Mỹ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Đấy, cần tư vấn thì hãy ép số Zalo và ép số Facebook của em. Đấy. Và sau đây thì em cũng xin chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm và ghé qua kênh Audio Vinh Nguyễn. Và sau đây em xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo.